Tân dược sĩ bế con nhận bằng tốt nghiệp tại Trường Đại học Công nghệ Miền Đông. Trong buổi lễ tốt nghiệp cho 77 sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, dược, niên khóa 2018-2023, tân dược sĩ Nguyễn Thị Yến Nhi, sinh năm 1990, Bình Dương, đã gây sốt cộng đồng mạng vì cùng con gái 8 tháng tuổi lên nhận bằng tốt nghiệp. Với mong muốn để lại một kỷ niệm đặc biệt cùng với cậu con gái 8 tháng tuổi nên chị Nguyễn Thị Yến Nhi đã xuất hiện cùng công chúa nhỏ để nhận bằng dược sĩ trong ngày lễ tốt nghiệp. Chị Yến Nhi cho biết, mỗi cuối tuần chị phải đến trường từ lúc 5 giờ vì nhà ở Thủ Dầu 1, cách trường khoảng 70 cây số. Có thời gian, khi mang thai sức khỏe của chị còn bị giảm sút do di chứng của COVID-19, nhiều lúc kiệt sức muốn dừng lại, nhưng vì tương lai nên chị đã tiếp tục phấn đấu. Vẫn chăm chỉ đi học, không vắng buổi nào, thành quả là chị đã cầm trên tay tấm bằng dược sĩ loại khá. Chị vui vẻ chia sẻ, trong những tháng cuối thai kỳ, chị luôn đi học trong tâm thế có thể vỡ chuông bất kỳ lúc nào. Khi sinh em bé lịch thi và học dồn dập, tuần sinh bé là tuần có lịch thi, do sinh mổ nên rất yếu và về nhà được một ngày thì tiếp tục đi thi. Vì muốn kịp tiến độ với lớp, không bỏ lỡ cơ hội tốt nghiệp đúng hạn, chị Yến Nhi đã cố gắng uống thuốc giảm đau cùng vết mổ chưa cắt chỉ để đến trường thi. Dù ban đầu gia đình rất ngăn cản nhưng với sự quyết tâm cao độ của chị nên chồng và gia đình chồng đành phải chiều theo ý và đồng hành cùng chị vượt qua kỳ thi này. Cùng lúc cân cả hai việc đi học và nuôi con nhỏ là hành trình nhiều khó khăn. Chị Yến Nhi cho biết sẽ vất vả hơn, phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn để vừa tập trung học và không bỏ quên mục tiêu nuôi con bằng sữa mẹ. Tân dược sĩ Nguyễn Thị Yến Nhi hãnh diện nói, dù vất vả nhưng cả hai mẹ con cũng đã tới đích đúng hạn, đúng là có đi thì sẽ đến, miễn là không dừng lại. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Song, hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Miền Đông cho biết, Yến Nhi là đại diện tiêu biểu cho tinh thần vượt khó trong học tập của trường.